cái này mình luộc ở ngoài ngoài sân. Ớt mình rửa sạch xong mình luộc sơ sơ vậy rồi mình mới cắt cuốn xay nhuyễn ra thì mình mới làm ớt sa tế thì giữ được lâu. Ớt này không có cay, mình làm vậy nó rất là thơm. Mình để dành mình kho cá, mình làm mấy cái nước sốt giống như hủ tiếu khô, làm nước sốt để chấm dumpling đồ này nọ rất là ngon, tại vì nó không có cay á, đứa nhỏ nó ăn được. Hoặc là chấm với lại lẩu đồ này nọ đó, nó nhìn màu đẹp mà nó lại không có cay. Mình trụng sơ như vậy thì nó hơi chín chín, rồi mình để ráo chút, mình cắt cuốn. Bây giờ mình trong cái nồi này nè, mình đã cắt cuốn, cắt phân nửa, lấy bớt hột ra, để ráo chút xíu. Bây giờ mình bỏ vô mình xoay hết đó ha. Trong cái nồi này mình có chảo, có dầu nóng lên, thì mình sẽ bỏ sả vô. Sả xong rồi mình sẽ bỏ hành shallot với lại garlic với lại tỏi vô, xào sơ cho nó thơm chín. Rồi lúc mà mình xay cái này nhuyễn nè, mình bỏ vô, bỏ vô rồi mình xào ít nhất cũng phải 15-20 phút nữa thì nó sẽ ngon ha. Mẹ chứ máy này nó rất là mạnh, xay mới có 10 second mà nó nhuyễn rồi nè. Bây giờ cái chảo mình nghĩ cũng nóng rồi đó, rồi mình bỏ hết sả vô, sả mình để đông lạnh cho nên mình bỏ vậy. Bây giờ mình chiên cho sả nó vàng lên chút rồi mới bỏ tỏi với hành vô. Bỏ tỏi với hành vô thì nửa phút sau là bỏ cả tỏi với hành nó mau chín, sả nó lâu chín hơn chút xíu. Mình làm rất là ít dầu ha. Sau đó lúc mà nó gần chín thì mình mới nêm nếm muối, đường. Mình bỏ cái nồi này thì mình để saute, để nâu màu thôi, không cần phải để hai đâu ha. Lát hồi nữa bỏ vô nó chín rồi bắt đầu mình lower xuống thành less ha, để cho nó riu riu thôi chứ đừng cho nó lửa lớn, nó sẽ cháy ở dưới cái đít nồi á. Nghiến chưa? I'm playing with my heavy duty toy, instant pot in the kitchen heat. Chopper, whatever, blender. Định làm ớt sa tế. Bây giờ mình, now I'm seasoning it with salt. Nấu thêm 5-10 phút nữa nha, 5 phút nữa đi. Yummy không? Ớt sa tế.